giá lợn hơi hôm nay và cả tuần qua tiếp tục tăng giảm thất thường. Tuy nhiên về cơ bản thì vẫn giữ được mức giá từ 57 đến 59.000 đồng 1 kg. Và theo nhận định của nhiều hộ chăn nuôi lâu năm thì nhiều khả năng giá lợn hơi sẽ tăng cao vào các tháng sắp tới. Cụ thể từ dịp mùng 2 tháng 9 trở đi, khi các hoạt động xã hội trở lại nhộn nhịp, học sinh sinh viên đi học trở lại thì nhu cầu tiêu thụ thịt sẽ tăng cao. Và xét trong bối cảnh chăn nuôi lợn đang treo chuồng bỏ chạy nhiều như hiện nay thì nguy cơ thiếu nguồn cung lợn cuối năm rất dễ xảy ra. Và đây sẽ là cơ hội để cho chăn nuôi tái đàn gỡ nợ. Với cái chuồng này của quy mô của chúng tôi thì nếu đầy là phải tầm độ 250 sản phẩm. Thế nhưng mà cho đến bây giờ thì mới chỉ được khoảng độ non một nửa, mới chỉ được khoảng hơn trăm thôi. Chứ chưa dám tái đàn nhiều. Cái thứ nhất là bây giờ cái nguồn vốn để đầu tư vào nó chưa đủ để mà đầu tư được hết cả cái trang trại này. Hơn 100 con lợn này vừa được nhà ông Dũng mua để tái đàn. Bây giờ còn thở là còn gỡ, bởi nếu không chăn nuôi lợn thì còn lâu mới trả hết đống nợ hơn 1 tỷ đồng mà nhà ông đã vay trước đó để đầu tư nuôi lợn. Ông Dũng cho biết, việc tái đàn lợn lúc này xác định là đánh canh bạc cuối cùng, trong đó lo lắng nhất là canh bạc giá cả. Nếu trong 4 tháng tới, giá lợn hơi quay đầu giảm xuống dưới 55.000 đồng 1 kg, thì coi như việc tái đàn gỡ nợ thất bại hoàn toàn. Cái thứ hai nữa là khi đến bây giờ đấy, như vậy là bây giờ sản phẩm, nếu như mà sản phẩm của chúng tôi mà có ra được thì cái giá thành nó cũng rất là cao rồi. Đấy, một là con giống cao, hai là giá cám, nguyên liệu đầu vào là nó rất cao. Đến khi mà sản phẩm của chúng tôi bán ra ấy, thì cái thị trường đến lúc ấy thì liệu nó có được như bây giờ đâu. Đấy, thì cũng sợ rằng là đến cái lúc đấy chưa chắc là nó đã được cái giá như bây giờ, nên chúng tôi cũng khi tái đàn là cũng rất là dè dặt. Nói thật là gia đình cũng rất là may mắn, nhưng đến bây giờ cũng chỉ còn mấy chục con thôi đấy. Thế còn là cái giá lợn năm nay thì nó cũng được giá thật, nhưng mà cái tỷ lệ tái đàn là trong bà con quanh đây thì nó cũng rất còn hạn chế. Về vấn đề là vốn gần như là không ai còn gì nữa, bởi vì là mấy năm liền là giá nó rẻ, thế xong là dân thì thua lỗ, xong cộng với lại dịch giặc các thứ, thế là giờ dân không còn tiền nữa rồi. Thế mà thực ra là bây giờ nếu như mà có còn tiền đi chăng nữa thì bây giờ rất là khó khăn về cái vấn đề tái đàn. Ở một góc nhìn khác, ông Tường cho biết chăn nuôi lợn tại Việt Nam bây giờ cá lớn nuốt hết cá bé rồi. Theo đó, chăn nuôi nông hộ cần phải hết sức cẩn trọng khi tái đàn. Cụ thể, theo ông Tường, hiện nay các doanh nghiệp chăn nuôi lớn đã giành thế dẫn dắt thị trường, bà con chăn nuôi nông hộ rất khó có cơ hội cạnh tranh. Tôi thì tôi chỉ nghĩ rằng là người nông dân thì nói thật là có mấy vấn đề mà mình phải đề phụ thuộc tất cả. Bởi vì là cái mình không đủ lớn, không đủ to, mà doanh nghiệp, những cái công ty lớn thì đương nhiên là người ta có điều kiện để người ta làm việc này, mình đều phải phụ thuộc người ta hết. Cho nên nếu mà dân mình ý, thì là khoa học kỹ thuật thì gần như là không có bao nhiêu. Thế mà đầu tư thì không thể đầu tư được nhiều. Thế thì vậy thì là nếu như mà đắt thì mình cũng được hưởng, nhưng hưởng không đáng kể. Thế nhưng mà nếu mà rủi ro bao nhiêu thì mình cũng phải chịu hết thôi. Chứ bởi vì rằng là thực ra là dân thì người ta không thể nào mà làm được cả một cái như công ty lớn được. Những cái công ty lớn thì các anh bảo là nó người ta có tiền đấy, nếu có tiền thì người ta làm được mọi vấn đề. Ôi, cái ngoài dân thì gần không quá, không đáng bao nhiêu. Ví dụ người như chúng tôi này đếm đầu cả tỉnh này mới được có một vài người thôi. Thế còn nói thật ra còn chủ yếu là các doanh nghiệp, tới đây là tất cả các doanh nghiệp họ thâu tóm hết, họ có thể họ đứng lên họ làm giá cao thấp hay cái loại cái kia các thứ được hết. Vì là tất cả là cái nguồn ở ngoài dân thì có tái đàn thì cũng không được bao nhiêu, nhưng tại sao tôi biết các doanh nghiệp bây giờ người ta đang tái đàn, cái số lượng nó quá lớn. Thế mà người ta làm lớn, làm nhiều. Thế mà dân thì thực ra là cộng tất vào thì theo như đánh giá chung thì nó ví dụ như bao nhiêu phần trăm đấy. Thế nhưng mà thực ra là dân manh mún, nhiều người cộng lại thôi. Chứ còn để mà một số người to này mà cộng lại để cho nó bằng một cái chi nhánh nhỏ của một công ty thì rất là khó. Thế cho nên là gần như là dân mình là manh mún. Cho nên là mình không thể nào mà giá cả thị trường thì người ta như thế nào thì mình phải chịu thế thôi. Lên thì được hưởng lên, mà xuống thì phải hưởng xuống. Công ty lên thì mình cũng được hưởng lợi một chút, thế còn công ty xuống thì mình phải chịu thôi, không cách nào nữa.
chuồng này, chuồng ngoài vườn kia. Bán được mỗi con bây giờ là chuồng thả không để chăn chó đấy. Người dân ở nhiều địa phương khẳng định hiện nay tỷ lệ treo chuồng bỏ chạy diễn ra nhiều vô kể. Theo đó, Bộ Nông nghiệp cần sớm vào cuộc để xác định con số thống kê cụ thể chính xác, qua đó tính toán nguồn cung lợn trong nước phù hợp. Nhưng mà cũng yêu cầu là nhà nước rồi là bên khuyến nông chăn nuôi là phải có hỗ trợ cho người dân chúng tôi, cho nó thiệt thòi. Có lúc chăn đến 130 con lợn tháo. Trước là nuôi lợn gì ạ? Trước là nuôi lợn thường đấy. Lợn ta đấy. Cũng cho ăn cám. Ăn cám công nghiệp đấy. Thế là giờ để không toàn bộ à? Bây giờ để không toàn bộ. Vì nó lỗ nhiều quá. Có những lúc mà chăn một lứa lợn là lỗ gần trăm. Vừa rồi là phải vay ngân hàng là 600 triệu để trang trải nợ lan. Mà hàng tháng là vẫn cứ phải đóng lãi đều hàng tháng. Bây giờ là nợ ngân hàng nhiều không ạ? Bây giờ nợ ngân hàng là 600. 600. Đã ăn giả như nào chưa? Chưa. Mong cái bên khuyến nông của nhà nước là phải có cái hỗ trợ cho mọi người dân chúng tôi cho đỡ thiệt thòi. Bây giờ để máy phát mới đã để cái đồ dụng cụ chăn nuôi của lợn, đồ thay bèo, máy thay bèo. Đâu máy thay bèo đâu? Máy thay bèo đây. Để máy thay bèo là bếp đựng cám. Rồi lấu cám cho lợn. Nếu là có vốn ấy mà nhà nước hỗ trợ ấy, thì chúng tôi vẫn chăn nuôi, mất đâu thì phải tìm đấy. Đấy thì người ta chúng tôi vẫn chăn nuôi bình thường. Vì sao để... không chọn nghề khác? Vì là không còn cái nghề gì để mà làm nữa, chỉ có chăn nuôi thôi thì mới cứu lại được thôi. Rất nhiều bà con chăn nuôi dự báo, nếu cứ nhìn vào thực tế chăn nuôi treo chuồng, bỏ chạy đang diễn ra phổ biến như hiện nay thì kiểu gì đến cuối năm cũng sẽ thiếu lợn trầm trọng. Qua đó sẽ đẩy giá bán lợn lên cao chót vót, nhất là vào dịp Tết Dương lịch và Tết Nguyên đán 2024. Vâng, cái hy vọng như thế này thì chúng tôi khẳng định rằng Tết năm nay là cái giá lợn là vẫn cao, vì lý do rằng bây giờ chuồng trại bỏ hoang chúng tôi này không có vốn mà đầu tư vào thế này, thì đương nhiên là cái giá lợn thì chắc chắn là như chúng tôi một cá nhân như nhà chúng tôi thế này và các cái hộ trong cái thôn cập như thế này thì tôi khẳng định rằng là cái giá lợn năm nay nó vẫn còn giá cao, vẫn giữ được cái giá cao như thế. Mà như chúng tôi bây giờ mà muốn đầu tư vào để mà tiếp tục tái đàn thì thực tế cái nguồn vốn thì bây giờ nó rất khó khăn. Như chúng tôi chăn nuôi thì thực tế là chúng tôi nghĩ cái chăn nuôi con lợn bây giờ là nó đã mịt mù. Thực tế là bây giờ nó lửng lơ, bây giờ đang cái lúc này người chăn nuôi thì tiếc. Chuồng trại như thế này thì bây giờ ông không vào đàn thì ông tiếc, giá cả nó cao. Thế nhưng bây giờ mà vào thì đang cái lúc mà nó khó khăn này, mình đang là cái thành phần đặt giữa khó khăn. Bây giờ đầu tư đây rồi mà bây giờ vào thì mà nó lại trả lại phát nữa, mà nó giá nó xuống thì lại tiếp tục mà thua lỗ phát nữa thì chết. Nói chung là trong bà con nông dân chăn nuôi ấy thì về cái cơ bản là bổ có muốn tái đàn hay không thì người ta rất là muốn. Thế nhưng mà tại vì cái giá lợn cao này thì ai cũng đều muốn tái đàn, nhưng mà tiền thì nó không còn nữa. Thế cho nên là dân còn rất là e dè về cái vấn đề là tái đàn. Cộng với lại là tiền thì cũng vừa là hết rồi, cho nên là cái tỷ lệ tái đàn gần như là không đáng kể. Vâng, báo cáo cái này các anh thì trong cái thời điểm mà dịch bệnh nó còn đang phát triển. Hai nữa là về thời tiết, như hiện nay thì thời tiết nó khắc nghiệt. Cái việc mà tái đàn ấy thì hiện nay như bà con chăn nuôi chúng tôi cũng vẫn còn đang dè dặt nó mấy cái nguyên nhân. Cái thứ nhất là do nguồn vốn nó không đủ để đáp ứng để sản xuất được với cái quy mô chuồng trại. Đấy, và cái thứ hai nữa là cái về cái mùa hè này, tái đàn vào mùa hè này thì như ngành chăn nuôi chúng tôi là những người ngành chăn nuôi thì bắt buộc chúng tôi phải sản xuất chăn nuôi. Đấy, và cái việc chăn nuôi thì như vậy là bây giờ cái chi phí về cái mùa hè này nó quá cao. Một là chi phí tiền điện tăng. Đấy, chi phí về các cái thuốc phòng bệnh, rồi thì các cái điều kiện để cho con vật nó phát triển. Đấy, thì nó cũng sẽ phải phát sinh. Cái thứ ba nữa là con lợn về mùa hè nóng nực như thế này thì nó sẽ giảm ăn và nó chậm lớn. Chậm lớn hơn với này các cái mùa khác. Đấy. Còn các cái hộ mà chăn nuôi nhỏ lẻ thì bây giờ gần như là không đủ điều kiện để sản xuất và chăn nuôi và tái đàn tiếp theo. Mặc dù biết là bây giờ giá cao mà không tái đàn được.
Chứ còn những cái hộ chăn nuôi nhỏ lẻ như bây giờ thì nói như vậy các anh là một là không có vốn, hai là dịch bệnh rình rập lúc nào cũng đe dọa họ, nên dẫn đến cái việc là bây giờ họ mặn mà tái đàn là họ cũng không dám.